Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Yaro. Mình là Thảo Hoàng. Đức Trinh, Tiến Dũng, những cặp cầu thủ U22 được fan đẩy thuyền. Trong đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Trinh, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng là nhóm bạn nổi tiếng thân thiết, thường xuyên khoe ảnh chụp cùng nhau trên trang cá nhân. Không chỉ là những đồng đội ăn ý trên sân cỏ, các cầu thủ này còn khiến cư dân mạng thích thú khi nhiều lần khoe ảnh đời thường cùng nhau. Hãy cùng Mr. Yaro khám phá những cầu thủ U22 được fan đẩy thuyền nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ trước đến nay, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả, không chỉ thi đấu thăng hoa trên sân cỏ, có những bàn thắng đẹp mắt, tinh thần chiến đấu kiên cường, mà các chàng trai còn gây bão bởi tính cách thú vị, lầy lội và hài hước. Mỗi thành viên đều có khả năng chiếm sóng mạng xã hội vì sự đáng yêu và vô tư đến lạc lối của mình. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, giành chiếc huy chương vàng SEA Games lịch sử. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho các cầu thủ, thì rất nhiều cư dân mạng đã nhân tiện ghi lại luôn những khoảnh khắc tình tứ, không quên ghép cặp, đẩy thuyền các chàng trai và khiến mạng xã hội thêm phần rôm rã. 1. Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh. Trong đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng là nhóm bạn nổi tiếng thân thiết, thường xuyên khoe ảnh chụp chung cùng nhau trên trang cá nhân. Chuyện tình đam mỹ Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh được cư dân mạng theo dệt từ giải đấu U23 châu Á. Trong một khoảnh khắc ăn mừng tại trận bán kết, thủ thành xứ Thanh bất ngờ nằm đè lên người Đức Chinh khiến ba đôi mắt phải ngỡ ngàng. Sau khi bị gán ghép, bộ đôi Dũng Chinh lại gây sốt khi liên tục thả thính nhau giữa đời thường. Và có vẻ như mối tình giữa chân sút họ Hà và chàng thủ môn xứ Thanh chưa bao giờ kết thúc khi mới đây họ tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên với loạt khoảnh khắc tình bể bình. Chẳng là sinh nhật lần thứ 21 của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng quyết định đăng tải loạt hình ảnh cặp đôi chụp chung chưa từng công bố, đính kèm là lời nhắn nhủ thân mật. Combo chúc mừng sinh nhật, chúc cho người anh em tuổi mới thật mạnh mẽ, may mắn, thành công, luôn vui vẻ và bình an suốt một đời. Được biết, loạt ảnh này được chụp khi cả hai cùng nhau đến Moscow, Nga, để xem trận bán kết World Cup năm 2018 giữa Anh và Croatia diễn ra vào ngày 8 tháng 7. Cũng tại đây, Bùi Tiến Dũng vinh dự là người trao giải Man of the Match cầu thủ hay nhất ở trận đấu này. Vẫn biết đây chẳng phải là lần đầu người hâm mộ được chứng kiến họ sánh bước bên nhau tình tứ, nhưng ngay khi chia sẻ, hai chân sút tiếp tục làm fan nhắm mắt đẩy thuyền. Từ những người bạn thân thiết ngoài đời, cả hai trở thành đồng đội của nhau trong màu áo U22, U23 Việt Nam, sát cánh cùng nhiều giải đấu lớn. Tại SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng đã mắc những sai lầm cơ bản khiến anh bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Lúc đó, Hà Đức Chinh đã lên tiếng bảo vệ và cổ vũ tinh thần cho người đồng đội của mình. Và ngược lại, khi Chinh Đen thể hiện phong độ tốt khi đứng nhất trong danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng. Tại trang cá nhân, thủ thành quê Thanh Hóa cũng dành nhiều lời khen cho người bạn, đồng đội thân thiết của mình. 2. Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng. Ngoài Tiến Dũng, Đức Trinh, Phan Văn Biểu và Bùi Tiến Dũng được fan nhiệt tình, ship khi thường xuyên tương tác hài hước với nhau trên mạng xã hội. Mặc dù Dũng đã chính thức là chồng người ta và cùng bạn gái, chàng trai cũng đã có một quý tử tên là Bùi Tiến Duy. Thế nhưng, những bức ảnh bá đạo của hai cầu thủ luôn nhận về lượng like, comment lớn của dân mạng. Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Biểu thân thiết với nhau khi cùng khoác áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Không chỉ vậy, cả hai cầu thủ cùng trưởng thành tại lò đào tạo BVF. Tiến Dũng được biết tới là em trai ruột của Bùi Tiến Dũng. Anh cũng từng trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại U23 châu Á năm 2018. Tại SEA Games 30, cả hai đều có tên trong danh sách U22 Việt Nam, song chưa có nhiều cơ hội ra sân. Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức. Chiều ngày 2 tháng 12, U22 Việt Nam đã có buổi tập cho trận đấu với U22 Singapore. Trong suốt thời gian gần 5 phút đi dạo trong công viên để hồi phục sức khỏe, cả hai tuyển thủ gần như là dính nhau không rời. Bộ đôi này nắm tay nhau suốt thời gian đi dạo, họ trao đổi khá nhiều và cười thường xuyên, mãi đến khi quay trở về sân tập cùng toàn đội, cả hai vẫn không rời khỏi nhau. Có những lúc trên trang cá nhân, cả hai cùng nhau chụp ảnh, đăng tải với những caption không thể dễ thương hơn, Tiến Linh tag người em Hoàng Đức với dòng chia sẻ: chỉ con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Cả hai cùng sử dụng icon dễ thương, cười ngọt ngào như dành cho nhau vậy. Bàn tay của Hoàng Đức còn hờ hững đặt ở vai của chàng tiền đạo Tiến Linh. Cả hai còn rủ nhau đi tân trang lại đầu tóc nữa chứ. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ trước thông tin cầu thủ Hải Dương là Hoa đã có chủ. Dù đã tiết lộ bạn gái nóng bỏng và đặt mối quan hệ đã đính hôn, nhưng Hoàng Đức vẫn được dân mạng ship cặp với tiền đạo Tiến Linh. 4. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến. Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức được truyền thông phỏng vấn trên sân Riza Memorial, Philippines.
Trong khi tiền vệ sinh năm 1997 đứng trước ống kính, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ tiến tới, ôm hôn và xoa đầu học trò. Tiếp đó, cầu thủ Nguyễn Đức Chiến cũng dành cho đồng đội nụ hôn vào má. Trước những cử chỉ tình cảm từ thầy và bạn, Hoàng Đức cười ngượng ngùng trước khi trở lại với câu hỏi phỏng vấn. Hình ảnh Đức Chiến thơm má Hoàng Đức nhanh chóng được chia sẻ trên một số diễn đàn dành cho fan bóng đá. Từ đó, dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền cặp cầu thủ U22 Việt Nam. Biết là yêu thương nhau rồi, cơ mà cứ phải đứng trước ống kính máy quay như thế sao? Một fan hài hước trách móc, một fan khác lại bình luận. Dù cho là Linh, Trung, Hậu hay là Tài, tất cả chỉ là tạm bợ, chỉ có Chiến Băng mới là chân ái nha quý vị. Cái thơm má của Đức Chiến và Hoàng Đức còn khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng tới khoảnh khắc tương tự của đôi bạn thân Văn Lâm, Quế Ngọc Hải. Sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở trận chung kết AFF Cup vào cuối tháng 12 năm ngoái, Lâm Tây cũng bất ngờ hôn vào má trong khi Hải Quế trả lời phỏng vấn. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến là một trong những đôi bạn thân được nhiều người biết đến của tuyển U22 Việt Nam. Hai chàng trai cùng sinh năm 1998 quê Hải Dương và chơi cho câu lạc bộ Viettel. Trong khi Hoàng Đức từng được triệu tập lên tuyển U20 và U23 Việt Nam trước SEA Games. Đức Chiến lần đầu góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 năm nay. Cả hai thường xuyên chụp hình đi chơi chung rồi đăng tải trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh tập thể, Đức Chiến và Hoàng Đức cũng thường lựa chọn vị trí cạnh nhau. Trái ngược với đàn anh đều có cặp đôi thì em út Đoàn Văn Hậu lại cực kỳ nổi tiếng với biệt danh là Hậu bóng đèn. Vì luôn góp mặt trong những màn thể hiện tình cảm của người khác, Văn Hậu luôn đóng vai trò là người thứ ba mỗi khi đồng đội ăn mừng chiến thắng hay có những hành động thân thiết trên sân. Mặc dù là bóng đèn, nhưng Văn Hậu lại rất quyết liệt trong việc bảo vệ các anh khi có va chạm trên sân cỏ. Cậu út của U22 Việt Nam lúc nào cũng nhiệt tình, dù không mấy khi được yêu thương. Vừa rồi, chính là những cặp đôi cầu thủ U22 Việt Nam được fan tích cực đẩy thuyền. Theo bạn, cặp đôi nào là xứng đôi vừa lứa nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!